Quỳnh ơi, bỏ mẹ cái bát hạt rau mẹ ngâm ở dìa bộ ở dìa bồn rửa mà bát đây, với lại cái gói hạt rau ở trong tủ lạnh ấy, cái gói mà có hạt ở bên ngoài ấy. Mang đây mẹ, cái hạt rau ngâm ở cái lồng bàn ấy, ở cái hộp lồng bàn ấy, mang đây để mẹ gieo. Vào.